Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 376 anh em nhé. Nhìn sắc trời, xem xa các trận đấu thi đấu buổi chiều cũng không còn bao lâu nữa. Khu nghỉ ngơi phía bên kia, tới sớm nhất lại chính là đám người Thiên Long môn. Ngọc Thiên Long đã thay đổi y phục, ngoài trừ sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt thì vẫn có thể cất bước long hành hổ bộ như trước, nhìn không xa thường thế nặng nhẹ như thế nào. Các đội viên khác của Thiên Long môn lại có vẻ rất là uể oải, dù sao thì bọn hắn vất vả lắm mới vào được bán kết, thế mà lại bị thua. Đối với bọn họ mà nói thì kết quả này quả thực là đả kích không nhỏ. Đài thi đấu đã được tu sửa gia cố trong khoảng thời gian giữa trưa rồi, trận đấu buổi chiều rất kịch liệt như thế nào chỉ cần nghĩ thoáng qua là đã có thể đoán được vài phần. Thậm chí nếu như là người sáng suốt thì có thể nhận ra đây căn bản là trận chung kết sớm. Luận trình thể thực lực, chiến thuật thiên biến vạn hóa thì Đường Môn và Thánh Linh Tông do các tà hồn sư tạo thành kia đều cường đại hơn nhiều so với các đối thủ khác. Người của Đường Môn cũng đã đến, bước bối đi tuốt ở đằng trước, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt mỉm cười ngày xưa cũng đã biến mất, thế nhưng bước chân vẫn long hành hổ bộ như trước. Đi sau lưng bồi bối là Vương Đông Nhĩ đẩy xe lăn cho Vũ Hạo, sau đó mới là Hòa Thế Đầu từ Tam Thạch sang Nam Nam Tiêu Tiêu. Ở sau cùng là bốn người Nam Tú Tú, Nana, Quý Thuyết Trần và Kinh Tử Yên. Một nhóm 11 người nhanh chóng tiến vào khu nghỉ ngơi. Khán giả đã tỉnh táo lại, bắt đầu nghị luận dồn dập. Trận bán kết thứ hai sắp tiến hành, không có nữ thần trong lòng của bọn họ dự thi, nhưng trong trận đấu cũng có muội muội của Vương Thu Nhi, chính là Vương Đông Nhi, cũng tuyệt sắc như nhau, cũng tu vi cường đại cấp bậc hồn đế. Các trận đấu của Đường Môn đều được công nhận là đẹp mắt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chiến thuật của bọn họ không ngừng biến hóa, nhất là trên một cuộc tranh tài giữa tình huống không chiếm được ưu thế về chỉnh thể lực lượng, cuối cùng thì dựa vào sự phối hợp hoàn đối để ngăn cản cơn sóng dữ, cướp đi thắng lợi từ trong tay của Tuyết Ma Tông. Sự chủ tính, sắp xếp kế hoạch, biến hóa chiến thuật cùng với hồn kỹ thiên kỳ bách quái quả thực đã khiến cho khán giả nhìn hoa cả mắt. Ngày hôm nay bọn họ sắp phải đối chiến với Thánh Linh Tông thực lực cường đại rồi, một trận quyết đấu đặc sắc sẽ diễn ra như thế nào đây? Cảm xúc của khán giả dần dần tăng lên, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, bầu không khí toàn trường cũng đã bắt đầu ấm dần lên. Mọi người bên Đường Môn lại tỏ ra tương đối bình tĩnh, sau khi tiến vào khu nghỉ ngơi thì dồn dập nhắm mắt dưỡng thần để bản thân giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Rất nhanh người của Thánh Linh Tông cũng đã tới. Thánh Linh Tông đến đây tổng cộng có 9 người, đi tuốt ở đằng trước chính là Hạt Hồ Đấu La Trương Bằng. Vị tài hồn sư cấp bậc Đấu La siêu cấp này lại một lần nữa xuất hiện, có thể thấy được Thánh Linh Tông đối với cuộc thi đấu này coi trọng như thế nào. Đi ở sau lưng Trương Bằng chính là một cô gái thần bí đã từng khiến cho Vũ Hạo cảm thấy vừa quen thuộc vừa khủng bố kia. Tiếp sau đó mới là Được Nhã, với thân hình hơi gầy gò và một đám đội viên tà hồn sư. Thánh Linh Tông đến nhất thời làm cho bầu không khí toàn trường lại một lần nữa tăng cao. Đường Môn có thể ngăn cản bước chân tiến lên bọn họ hay không? Cái đề tài này rất dễ dàng làm cho khán giả cảm thấy phấn khích. Một số người ủng hộ Vương Thu Nhi thậm chí cho rằng trận thi đấu này kết cục song phương lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Bởi như thế thì trong trận chung kết chiến đội của Học viện Xử Lý Khác mới có thể nhẹ nhàng chiến thắng, trở thành quán quân của giải đấu lần này. Đương nhiên cũng có một số người ủng hộ Vương Thu Nhi và chi cầu sự hoàn mỹ. Họ cho rằng dù là ai chiến thắng trận này đi chăng nữa thì Vương Thu Nhi đều có thể dẫn dắt chiến đội Xử Lý Khác đánh bại đối thủ đang ở trạng thái tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chiếc quán quân trở nên danh hợp với thực. Cho dù khán giả họ có thảo luận thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể nào ảnh hưởng đến song phương đang ở khu nghỉ ngơi. Mà lúc này đây khán giả cảm thấy có một chút kỳ quái, đó là Vương Thu Nhi và chiến đội của Học viện Xử Lý Khác do nàng dẫn dắt vẫn còn chưa tới. Lúc này đã không còn cách thời gian thi đấu bán kết buổi chiều xa nữa. Chẳng lẽ bọn họ từ bỏ quan sát trận chiến này sao? Ngay cả Thiên Long Môn đã bị loại khỏi cuộc đua còn tới xem, chiến đội Xử Lý Khác làm sao lại có thể không đến? Phải biết rằng người chiến thắng trận này chính là đối thủ của bọn họ ở trận chung kết. Bứt phá Đấu La trình chiến lại một lần nữa lên đài. Trận đấu buổi sáng chấm dứt nhanh chóng nên hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, giờ này tinh thần cũng sảng khoái hơn. Hắn đương nhiên biết rằng trận đấu sắp bắt đầu chính là trận khó khăn nhất từ khi hắn bắt đầu chấp nhận ở giải thi đấu lần này. Thế nhưng hắn đã sớm nhận được chỉ thị của cấp trên, đối với cuộc tranh tài này chỉ cần giữ chừng mực một chút là được, còn lại cứ để mặc cho bọn hắn buông tay muốn đấu sao thì đấu, không cần can thiệp quá nhiều. Đã có mệnh lệnh như vậy thì Trịnh Chiến cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn không ít. Ở trên đài chủ tịch, Quốc sư ngài cho rằng chiến đội Thánh Linh Tông đối với chiến đội Đường Môn thì tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Nhiếp Chính Vương lúc này kiêm thái tử của đế quốc Từ Thiên Nhiên hỏi vị quốc sư thần bí bên người. Giọng nói của quốc sư vẫn trầm thấp nhiều trước, 8 phần. Từ Thiên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Gần đây hắn không biết vị quốc sư này mắt cao hơn đầu, thế nhưng cũng không ngờ hắn lại đưa ra một kết luận là 8 phần. Hả?
Nói như vậy thì quốc sư cho rằng Đường Môn cũng có tỷ lệ chiến thắng là 2 thành 2 sao? Tỷ lệ 2 thành này chủ yếu tập trung vào yếu tố gì vậy? Quốc sư thản nhiên nói, Đường Môn này chiến thuật thay đổi thất thường, trong đó đặc biệt lấy hạch tâm là gã tàn tật Hoắc Vũ Hạo kia. Bọn hắn phối hợp đoàn chiến rất là ăn ý, cho dù bất kỳ đội ngũ trước mắt nào cũng không thể nào sánh bằng, thậm chí ngay cả Thánh Linh Tông cũng như vậy. Việc này có thể liên quan đến vũ hồn khống chế tinh thần của Vũ Hạo. Tỷ lệ 2 thành của bọn hắn chủ yếu thể hiện ra ở tính không xác định. Nếu là một trận đấu bình thường thì bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào, dù sao thì chênh lệch về thực lực cũng khá rõ. Từ Thiên Nhiên khẽ gật đầu rồi nói, tốt, vậy thì chúng ta đây liền chờ mong biểu hiện đặc sắc của Thánh Linh Tông đi. Đối với trận đấu này, trên thực tế Từ Thiên Nhiên cũng không có nghiêng về phía nào nhiều hơn. Cho dù là Thánh Linh Tông hoặc nói là Thánh Linh Giáo có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng hắn cũng không thích cái tông môn của Tào xưa này. Quan hệ giữa hai bên thuần túy chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu như trận này Thánh Linh Tông mà thua thì áp lực dư luận hẳn là phải thừa nhận cũng không lớn cho lắm. Nhưng nếu Thánh Linh Tông thắng vậy thì chẳng qua là xả giận mà thôi. Nhưng nếu Thánh Linh Tông đạt được chức quán quân giải đấu này thì áp lực mà hắn phải thừa nhận khá lớn, thậm chí có thể nói là hủy đi truyền thống vạn năm của giải thi đấu các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục. Bởi vậy vô luận là Thánh Linh Tông thắng hay bại thì đối với Từ Thiên Nhiên mà nói thì đều có cả lợi lẫn hại. Hắn rất là yêu thích các trận đấu không có âm mưu tính toán như thế này, tâm tình thong dong có thể an tâm thưởng thức đặc sắc của trận đấu. Rất nhanh, trận đầu tiên sẽ bắt đầu rồi. Trên đài thi đấu, Trịnh Chiến cao giọng nói, tiếp theo đây sẽ bắt đầu trận bán kết thứ hai của giải thi đấu. Hai bên dự thi theo thứ tự là chiến đội Thánh Linh Tông và chiến đội Đường Môn. Mở đội viên thi đấu của hai bên tiến vào khu chờ thi đấu. Nghe âm thanh của hắn thì bên phía Đường Môn xử lý khăng thất quái ngoại trừ Vũ Hào thì 6 người còn lại đều đồng loạt đứng dậy, trong mắt mỗi người đều lóe lên hào quang kiên định. Vào thời khắc này, bọn hắn phảng phất lại trở về với cảnh tượng của giải thi đấu lần trước, trận chung kết cuối cùng giao đấu với chiến đồ Nhật Nguyệt của Hoàng Sa Hồn Đạo Sư. Trận chiến ấy bọn hắn đã gặp nhiều gian nan trắc trở, cuối cùng dựa vào nghị lực kiên trì quyết không bỏ cuộc cho nên cuối cùng đã giành được chức quán quân. Mà độ khó của trận đấu trước mắt này so với lần trước cũng không kém bao nhiêu, cũng đồng dạng kích phát chiến ý ở trong nội tâm và tiềm năng của sự lấy khắc thất quái rồi. Càng đối mặt với cường địch thì bọn họ càng là một tập thể có sức chiến đấu kiên cường. Trong đó cảm xúc thay đổi lớn nhất chính xác là thuộc về đội trưởng Bối Bối. Giờ này khắc này ở trong lòng của Bối Bối chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là bảo vệ vinh quang của Đường Môn. Chỉ khi vinh quang của Đường Môn được tỏa sáng muôn nơi thì khi đó bọn họ mới có thể là hoàn thành hứa hẹn với Đường Nhã, cũng chính là biện pháp tốt nhất giúp hắn tìm Tiểu Nhã trở về. Phía bên kia, đám người Thánh Linh Tông tỏ ra cực kỳ im lặng. 7 người do Đường Nhã cầm đầu đứng lên, đi về phía khu chờ chiến đấu. Trên người của bọn họ tỏa ra khí tức là u ám, giống như thời tiết ngày hôm nay vậy. Rất nhanh, song phương đã có mặt tại khu chờ thi đấu. Ánh mắt của Vũ Hạo nhìn về phía Bối Bối, khẽ gật đầu. Bối Bối cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người huynh đệ bọn hắn hết thảy đều không cần phải nói lời nào. Vòng loại thi cá nhân, trận đầu tiên mời các đội viên hai bên thượng đài. Phía Thánh Linh Tông bên kia, một gã thanh niên dáng người thấp bé nhanh chóng đứng dậy, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện ở trên đài thi đấu, nhẹ nhàng bay bổng giống như là một chiếc lá vậy. Đường Môn phía bên này, Bối Bối đang ngồi ở vị trí chủ tọa, liền ngạo nghễ đứng dậy, mũi bàn chân điểm mặt đất, mũng cũng là bước lên đài thi đấu. Sự xuất hiện của Bối Bối khiến cho Thánh Linh Tông ở bên kia kinh hãi một chút. Tuy số lần Bối Bối xuất hiện không nhiều, thế nhưng qua sự điều tra của bọn hắn thì năng lực của Bối Bối lại rất rõ ràng. Cái tên thanh niên có khí chất nhỏ nhã, tướng mạo anh tuấn này chính là đại sư huynh của Đường Môn, cũng là đội trưởng của chiến đội Đường Môn lần trước tham gia giải thi đấu. Ai có thể ngờ rằng hắn lại là người đầu tiên xuất hiện ở trong vòng loại đấu cá nhân cơ chứ. Trong mắt tất cả mọi người, Bối Bối cũng là cường giả cấp hồn đế, thế nhưng dù thế nào hắn cũng không thể mạnh mẽ bằng Vương Thu Nhi. Nhưng tại sao đột nhiên họ lại dùng chiến thuật giống chiến đội xử lý khác, đội trưởng thượng đài đầu tiên? Nếu bị thua thì sẽ gây nên sự đả kích rất lớn đối với đoàn đội. Nhưng Bối Bối đã ra sân, không có ai có thể thay đổi được sự thật này. Hai người bước đến trung tâm đài thi đấu, rất nhanh đã đến trước mặt của bất phá đấu la Trịnh Chiến. Trịnh Chiến nhìn hai người rồi hạ giọng nói, hai bên báo danh, Đường Môn, Bối Bối, Thánh Linh Tông, Cát Lợi. Cát Lợi, cái tên nghe có vẻ tốt đẹp đấy, nhưng đáng tiếc đó lại là một tà hồn sư. Khán giả không hẹn mà cũng có một chút suy nghĩ. Vòng bảo hộ hồn đạo xung quanh đài thi đấu chậm rãi dâng lên, đồng nghĩa với việc trận đấu sắp bắt đầu. Hai bên lùi về phía sau. Bối Bối nhìn đối phương một cái thật sâu. Cát Lợi có cái dáng người thấp bé nhưng đôi mắt rất là âm trầm. Đôi mắt của hắn có đồng tử màu xanh sẫm kỳ dị hơn nữa, đang không ngừng biến đổi như là rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Hơi thở âm trầm của đối thủ không hề ảnh hưởng đến Bối Bối. Giờ khắc này khí thế của hắn đã tăng đến trạng thái cao nhất. Bối Bối quay người đi đến bên đài thi đấu bên phần sân của mình. Cát Lợi cũng lùi về phần sân của mình, hai bên cách nhau khá xa. Bất phá đô la Trịnh Chiến quay người nhìn thoáng qua đài khán giả khách quý, rồi lại nhìn sắc trời sờ đỏ mới sơ tay phải lên cao.
Trận đấu bắt đầu. Cùng với tiếng hô của Trịnh Chiến, trận đấu thứ hai trong vòng bán kết cũng chính thức được bắt đầu. Bầu bối hoàn toàn thay đổi so với trước trận đấu. Trịnh Chiến vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu, hắn đột nhiên quát lên một tiếng. Tiếng quát của hắn thậm chí còn lớn át cả tiếng bắt đầu của Trịnh Chiến. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên lớn hơn vài phần, vảy rồng màu xanh lam nhanh chóng xuất hiện ra từ trong cơ thể, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn thân. Nếu ngày hôm nay bầu bối người đầu tiên xuất chiến thì có lẽ khán giả còn chưa cảm nhận được gì nhiều. Thế nhưng sáng nay bọn họ vừa được chiêm ngưỡng trận chiến đấu giữa Hoàng Kim Long và Lam Điện Bá Vương Long. Vừa lên lúc này, bồi bối thả ra vuôn của chính mình, khán giả lập tức nhận ra đội viên này của Đường Môn cũng có vuôn là rồng. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc được hay sao? Đến tận trận đoàn chiến trong vòng đấu trước bồi bối mới xuất hiện, trong trận đấu cũng không biểu hiện ra vượt trội như Từ Thâm Thạch. Thế nhưng bên phía Thiên Long Môn cũng chú ý đến hắn, nhất là vuôn biến dị của hắn. Lam Điện Bá Vương Long, Ngọc Thiên Long híp mắt lại, vuôn của hắn ta là vuôn biến dị của Lam Điện Bá Vương Long. Như vậy xem ra hắn cùng với mình cũng có một chút quan hệ. Trong vòng đấu trước, vảy rồng của bồi bối của Ánh Phàng, thế nhưng màu này khác với màu của Vương Thu Nhi. Kim quang trên người của bồi bối nhạt hơn Vương Thu Nhi một chút, thế nhưng lại sáng hơn. Tiếc là bị phòng bảo hộ ngăn cách nên không thể nào cảm nhận khí thế trên người của hắn rốt cuộc là cái gì. Vì có vuôn Lam Điện Bá Vương Long nên hiểu biết của Ngọc Thiên Long đối với vuôn này cũng sâu sắc. Hắn hiểu được vuôn Lam Điện Bá Vương Long thuần túy của mình thật ra không phải loại mạnh mẽ nhất. Vạn năm trước, vuôn của ông tổ Ngọc Tiểu Cương sinh ra biến dị khiến thực lực trở nên vô cùng yếu kém. Thế nhưng sau khi ông tổ hợp lực cùng với đồng đội của mình đã tạo ra Hoàng Kim Thiết Tam Giác thì lại có thể gọi là Hoàng Kim Thánh Long, mạnh mẽ vô cùng. Vuôn của bối bối có màu vàng kim nhạt, hơn nữa hắn lại xuất thân từ chính học viện Sở Lệ Khắc, chẳng lẽ hắn chính là truyền nhân của ông tổ Ngọc Tiểu Cương? Vừa nghĩ vậy, ánh mắt của Ngọc Thiên Long lúc này nhìn bối bối dịu đi một chút. Hơn nữa đối thủ của bối bối là một tà hồn sư, là một hồn sư chính thống, hắn không có lý do gì mà lại đi ủng hộ một tà hồn sư cả. Trong lòng của Ngọc Thiên Long không khỏi âm thầm cổ vũ vị đội trưởng của Đường Môn có huyết thống kẻ cận với mình. Cùng lúc đó, một đám người tiến vào khu nghỉ ngơi, Ngọc Thiên Long hơi sững lại. Cuối cùng thì Vương Thu Nhi cũng rất theo chiến đội Sử Lệ Khắc đến. Nhìn dáng vẻ của nàng dường như đang vội, thế nhưng cũng đến kịp thời trận đấu bắt đầu. Vương Thu Nhi vừa ngồi xuống thì trước thấy người thi đấu đầu tiên là bối bối, thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên nhìn Đứa Hoa Bân đứng sau ý bảo rằng lại cần rồi nói nhỏ vài câu gì đó. Trên mặt của Đứa Hoa Bân toát ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã gật đầu rồi thay Vương Thu Nhi ngồi ra vị trí phía trước. Tiếp đó những đội viên phía sau của Sử Lệ Khắc cũng lần lượt tiến lên bỏ ra vị trí cuối cùng. Vương Thu Nhi đi vòng ra phía sau, ngồi xuống sau đó nhắm mắt như là muốn nhập định vậy. Nàng đã làm gì vậy? Ngọc Thiên Long tò mò nhìn Vương Thu Nhi. Nàng chính là đội trưởng sao lại xuống cuối ngồi? Chẳng lẽ thương thế của nàng rất nặng nên muốn tiếp tục chữa thương sao? Không có khả năng, thương thế của ta còn nặng hơn nàng mà ta còn ngồi đây được xem trận đấu. Dựa vào khí lực của Hoàng Kim Long thì một chút thương thế như vậy phải khôi phục từ sớm rồi mới đúng chứ. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Hành động của Vương Thu Nhi khiến hắn nghĩ mãi không ra. Thế nhưng lúc này Ngọc Thiên Long chẳng còn tâm trạng chú ý đến Vương Thu Nhi vì trận đấu đã chính thức bắt đầu. Bồi bối quát lên một tiếng, sáu hồn hoàn, hai vàng hai tím hai đen dâng lên từ dưới chân, Lam Điện Bá Vương Long giáp rực rỡ bao trùm toàn thân, nhất là đôi tay càng trở nên cường tráng hơn, ngay cả tóc cũng phát ra một tầng hào quang màu tím. Mũi chân điểm xuống mặt đất, bối bối vọt về phía trước đối thủ, cắt lợi cũng vọt lên, cả người như mất đi trọng lực bay về phía trung tâm đài thi đấu. Tốc độ của hai người không quá nhanh như là sự bộc phát tức thời của Vương Thu Nhi, nhưng cũng chỉ quá hai lần hơi thở đã đến trung tâm đài thi đấu. Bối bối nhấc tay, một chảo rồng bằng lôi điện quét về phía đối thủ. Chảo rồng của hắn không có khí thế hùng hực như là Ngọc Thiên Long, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra, mặc dù cũng là chảo rồng, thế nhưng chảo của bối bối nhỏ hơn của Ngọc Thiên Long, hơn nữa lôi điện lượn lờ xung quanh cũng không lớn cho lắm. Tấn công bằng hồn kỹ không phải cứ càng lớn càng tốt, nhiều khi thể tích và uy lực lại tỷ lệ nghịch với nhau. Ngay cả Ngọc Thiên Long thấy đòn này của bối bối cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên phương diện lô điện, bối bối cũng không hề yếu kém hơn hắn. Phản ứng của Cát Lợi rất là nhanh, đối mặt với lôi đình long chảo mãnh liệt như vậy mà thân thể của Cát Lợi nhoáng lên một cái sau đó giãn ra, một cỗ khí tức lạnh thấu xương màu xanh lam nhạt phát ra từ trên người của Cát Lợi. Ngay sau đó thân thể của thấp bé của Cát Lợi bỗng nhiên lớn lên, áo choàng đen trên người bị kéo căng đến mức là rách nát, một thân hình vô cùng kỳ dị lộ ra. Sau khi bành trướng, hai hồn hoàn thứ nhất và thứ hai trên người của Cát Lợi lóe lên, một tầng vảy màu xanh xám bao trùm lấy thân thể của Cát Lợi, cho nên rất là hùng dũng. Hai chân của hắn càng ngắn hơn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đầu biến thành hình tam giác, răng nanh ghê rợn nhô ra bên ngoài. Vì đầu bị biến hình nên bây giờ không thể nhìn ra hình dáng vốn có của Cát Lợi, gương mặt bị bao trùm bởi những chiếc vảy xanh xám, đôi mắt lộ ra những tia sáng lạnh lẽo. Hai cánh tay trắng kiệt của hắn giao nhau chắn trước người, cứng rắn đón đỡ chảo rồng của bối bối. Ngay sau đó chân trái bước lên một bước, ngay tức khắc chân trái của hắn cũng biến lớn và được bao trùm bởi lớp vảy màu xanh xám. Chân đạp xuống mặt đất một cước rồi lập tức tiếng uỳnh thật lớn vang lên, một luồng khí hùng hậu dâng lên định va chạm với bối bối.
Cỗ khí màu xanh xám này mang theo hơi thở tanh mặn, sau khi xuất hiện thì ngưng thành một cái miệng khổng lồ tựa như quái thai vậy. Bữa bối không hề sợ mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Một tầng ánh sáng bạc từ trên người quán tỏa ra hóa thành một màn ánh sáng. Phốc một tiếng, lượng khí đụng phải màn sáng trên người của bối bối thì lập tức tiêu tán. Vòng bảo hộ hồn đạo khí cấp 6, nên nhớ sáng trên người của đội viên đường môn không chỉ có vuôn mà còn có cả hồn đạo khí.